Rồi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Diệp Bô Tướng Nguyễn bên mình nha. Nay mình mới tuyển về cặp Diệp Bô, các biểu tượng rất là nổi tiếng của nước Mỹ. Mình xin trên tay giới thiệu nhanh tới anh em ha. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về sở hữu chơi hay làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè, anh em cứ gọi mình nha. Hàng chính hãng Diệp Bô Mỹ nha anh em, full box, hợp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ hết, hàng zin nha anh em, chưa hề đụng chạm gì nha. Số điện thoại mình là 0909 828 779 nha anh em. Anh em cứ gọi là sẽ có người giao tới anh em đam mê toàn quốc để anh em sở hữu nha. Bên phải màn hình anh em đó là em đồng nguyên khối Solid Red bằng khắc chìm một logo của lực lượng tuần duyên Mỹ nha anh em. Lực lượng tuần duyên Mỹ với chức năng nhiệm vụ đi bảo vệ kiểm tra sự thông thương hàng hải trên toàn thế giới ha. Bảo vệ sự thông thương hàng hải của các vùng biển trên toàn thế giới. Với lực lượng tuần duyên Mỹ thì những con tàu rất là nổi tiếng, những con tàu rất lớn ha. Em này là logo của lực lượng tuần duyên Mỹ đó nha anh em, United States Coast Guard. Em nó hạn chế tác cũng rất ngầu đó anh em, chế tác cũng rất tinh tế, cho anh em giúp bộ đồng nguyên khối nha anh em. Còn bên trái màn hình anh em đó là em logo hãng mô tô Harley Davidson và số 1 lồng vô trong là lá quốc kỳ Mỹ cách điệu ha. Em này thì hãng Jeep muốn tôn vinh, muốn thể hiện sự thương hiệu của hãng mô tô Harley Davidson rất là nổi tiếng nha anh em. Hãng mô tô hạng sang với những chiếc mô tô phân khối lớn rất là ngầu ha. Em số 1 mô tô Harley Davidson này cũng hàng tuyển nha anh em. Hàng full box luôn. Anh em nào kết em nó cứ gọi mình. Còn giờ mình xin trên tay giới thiệu nhanh tới anh em nha. Đây là em đồng nguyên khối Solid Red, logo lực lượng tuần duyên Mỹ nha anh em. Chữ United States Coast Guard ở trên, ở vị trí trung tâm là logo của lực lượng tuần duyên Mỹ. Hai mặt ha anh em, trước và sau y chang nhau luôn. Dòng đồng nguyên khối đáy bằng nha anh em. Đáy bằng anh em trên tay rất là mạnh mẽ, cũng như là mang đến phong cách sang trọng ha. Hàng zin ha, chính hãng Jeep Bô Mỹ luôn, rất là nhạy lửa, giữ xăng lâu nha anh em, bền bỉ lắm. Hàng khắc chìm rất là tinh tế ha anh em. Logo có hai cái mỏ neo dắt ngang qua, ở trong là cái khiên cách điệu quốc kỳ Mỹ. Và có chạy dòng chữ United States Coast Guard. Giá hai em nó anh em nhấn vô tựa đề clip nha anh em, hiện đô mô tả nha. Có giá hai em nó vô mô tả để anh em xem. Anh em cứ gọi 0909 828 779 là có người giao cho anh em toàn quốc ha. Rồi đây là em đồng nguyên khối nha anh em. Logo lực lượng tuần duyên Mỹ ha. Còn đây là em Police Chrome trắng cao cấp. Số 1 lồng vô trong quốc kỳ Mỹ và logo của hãng mô tô Harley Davidson. Toàn bộ bề mặt xung quanh thì hãng chế tác vân nổi Gloucester 3D. Em nói đây lõm. Mặt sau trơn. Cũng hàng chính hãng Jeep Bô Mỹ luôn nha anh em. Dòng Police Chrome trắng cao cấp rất là bền bỉ ha. Có nhu cầu xem hình ảnh thực tế hai em nó, anh em vô trang Facebook mình nha. Đường link mình để vô mô tả nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Jeep Tuấn Nguyễn màu đỏ ngay bên dưới ha. Tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Jeep bên mình. Hàng xịn bên mình thì anh em yên tâm, giới thiệu với anh em nhiều năm qua rồi. Hàng rất là chất nha anh em, xài rất ok ha. Em này hãng chế tác cũng rất độc đáo đó nè.
mang biểu tượng ý nghĩa nổi tiếng của nước Mỹ nha anh em. Mô tô Harley Davidson số 1 ha, rất là uy lực. Có nhu cầu và xem hình ảnh thực tế hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình, đường link mình để vô mô tả nha anh em. Đây mình trên tay nhanh thôi, hàng zin ha, full box luôn. Hai em Jeep bữa nay anh em chơi hay làm quà tặng quà biếu cũng rất là hay đó anh em. Hàng chính hãng Jeep bữa Mỹ, giấy tờ đầy đủ. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn có thật nhiều sức khỏe nha anh em. Mưa tới luôn. Rồi, mình xin cảm ơn. Chào tạm biệt anh em nha.